Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn một số hình ảnh về đường phố thành phố Vĩnh Long ngày thứ hai áp dụng theo chỉ thị 19 để xem bà con mình trở lại cuộc sống bình thường như thế nào nhé. Đây là cầu Thiện Đức nối giữa phường 5 và phường 1 của thành phố Vĩnh Long. Chúng ta rẽ phải vào đường 30 tháng 4. Cũng còn rất nhiều quầy hàng chưa có mở cửa. Phía trước phía bên trái chúng ta là trường Lưu Văn Liệt nha các bạn. Đây là tiếp nối vào đường 1 tháng 5. Thì mình nhớ không lầm là đến nay cũng khoảng gần 2 tháng là mình chưa có vào được cái khu vực chợ này nha các bạn. Hai bên bà con cũng bán rất nhiều hàng quán. Trước mặt chúng ta là hai cái nhà lồng chợ lớn nhất tại trung tâm chợ thành phố Vĩnh Long. Ta rẽ phải. Rẽ phải vào đường Bạch Đằng. Phan Bội Châu nha các bạn. Lối ra của khu vực chợ. Phía bên phải là nhà hàng Phương Thủy. Ở khách sạn Cô Long. Phản bình bắt đầu hoạt động trở lại nha các bạn. Bờ kè sông Tiền đang xây dựng sửa chữa hành lang. Phía bên trái là cà phê Khóc, một trong những quán cà phê lớn và nổi tiếng tại thành phố Vĩnh Long. Phía tiếp đó là quảng trường thành phố. Chúng ta tiếp tục đi thẳng thì sẽ đến cầu Cái Cá. Trước đây thì khu vực này là bán rất nhiều hàng quán nước giải khát cà phê, đây là công viên sông Tiền.
Tô Thị Quỳnh. Bên kia đầu cầu của cầu cái là đường Lưu Văn Liệt nha các bạn. Chúng ta sẽ chạy dòng đường Lưu Văn Liệt. Tiếp tục mình rẽ trái về đường Lê Thái Tổ hướng về cầu Lõi nha các bạn. Kia đường là lưu lượng xe thì hiện tại thì cũng tương đối chứ cũng không không nhiều lắm so với trước đây nữa rồi. Phía trước mặt của chúng ta là cầu lộ. Phía bên phải là đang giải tỏa một cái công trình. Đây là cầu lộ, một trong những cái cầu lâu năm nhất tại thành phố Vĩnh Long. Mình rẽ phải vào đường Lê Văn Tám để xem cái chợ đêm có hoạt động là gì các bạn. Trước mặt chúng ta là khu di tích cây gia cửa hủ. Chợ đêm vẫn chưa hoạt động lại các bạn ạ. Chỉ có một dài gian hàng mở cửa thôi. Đường 19/8. Nguyễn Thị Minh Khai. Mình tiếp tục rẽ phải vào đường Trưng Nữ Vương.
Chí Thắng là qua cầu Phạm Thế Bường. Đây là đường Phạm Thế Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Bên phải phía trước chúng ta là đài truyền hình Vĩnh Long. Vincom cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng mọi người cũng đi rất ít. Đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Thiệt và Phạm Thế Bường. Tiếp tục rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Thiệt. Rẽ trái vào đường Trần Đại Nghĩa.
Đây là cầu Hưng Đạo Vương. Chúng ta tiếp tục đi thẳng vào đường Hưng Đạo Vương nha các bạn. Ngã tư đường 2 tháng 9 và Hưng Đạo Vương. Xa xa phía trước ta thấy là công viên đất Thánh Tây. Trước đây thì khu vực này bán rất nhiều đồ ăn và thức uống, nhưng hiện tại thì vẫn chưa hoạt động lại nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.